Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Bản Nội Trợ Công Sở. Nhân tố Enzyme có lẽ là một bộ sách đáng đọc nhất trong mùa Covid hiện nay, bởi vì là nó sẽ giúp chúng ta củng cố thêm niềm tin, củng cố thêm động lực khi mà thực hiện một sứ mệnh tân ích nước lợi nhà, đó là không ra khỏi nhà khi không cần thiết, cố gắng ăn uống những cái thực phẩm mà chúng ta tự làm ra, cố gắng ăn uống những cái thức ăn hữu cơ, cố gắng tự cung tự cấp trong giai đoạn này, hạn chế tối đa việc tụ tập đông người. Nói tóm lại thì là chúng ta sẽ cố gắng cách ly tại nhà vào mùa Covid lần này, và hãy dành thời gian đó để nghiên cứu, để đọc về cái bộ sách Nhân tố Enzyme, bởi vì nó là một trong những bestseller trên thế giới về mảng sách sức khỏe. Đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau review về bộ sách Nhân tố Enzyme nhé. Tiên thì nói một chút về tác giả. Bởi tại sao? Bởi vì sách là thể hiện quan điểm của tác giả. Đối với những cái chủ đề khác thì mình không nói, chủ đề tình cảm hay chủ đề trinh thám hay là các cái chủ đề văn học hay sao thì mình không nói. Nhưng nếu mà để mà nói về chủ đề sức khỏe thì chúng ta thì mình sẽ chỉ tin tưởng vào những cái quyển sách được viết bởi những giáo sư bác sĩ, chứ mình không tin tưởng những quyển sách của gọi là huấn luyện viên tập gym hay là những quyển sách của những cái người nổi tiếng khác, phóng viên hay sao đấy, mà họ lại viết về sách về sức khỏe, viết về sách về những loại bệnh, thì là mình sẽ không tin tưởng những quyển sách như vậy. Thì tại sao mình lại giới thiệu với chúng ta về cuốn Nhân tố Enzyme? Bởi vì được viết bởi một bác sĩ người Nhật rất là nổi tiếng tại Mỹ. Ông cũng là người đầu tiên trên thế giới phát minh ra cái phương pháp mổ nội soi, và cái phương pháp mổ nội soi đấy tên là phương pháp nội soi Shinya. Bởi vậy nên là ông rất là nổi tiếng tại cả Mỹ và tại cả Nhật. Hiromi Shinya sinh năm 1935 tại Fukuoka. Sau khi tốt nghiệp y khoa Đại học Juntendo, ông sang Mỹ. Ông là bác sĩ đầu tiên trên thế giới thực hiện đưa thiết bị nội soi hay còn gọi là phương pháp Shinya vào khám chữa bệnh. Ông cũng là người đầu tiên trên thế giới thành công trong việc phẫu thuật nội soi cắt bỏ polyp đại tràng mà không cần phẫu thuật mở ổ bụng của bệnh nhân, mở ra một bước tiến mới cho y học thế giới. Hiện ông là giáo sư chuyên ngành phẫu thuật tại Đại học Albert Einstein và là trưởng khoa nội soi bệnh viện Beel Israel. Ngoài ra, ông còn là bác sĩ cố vấn cho bệnh viện Merda, trước đây là phòng khám tiêu hóa Akasaka, phòng khám tiêu hóa Hanzomon. Theo như một số bài báo mà mình đọc về tác giả này thì tác giả này còn bay đi bay lại giữa Nhật và Mỹ, và còn trực tiếp khám chữa bệnh cho những cái nhân vật nổi tiếng trên thế giới, hoặc là khám chữa bệnh cho hoàng gia Nhật Bản nữa. Thì đây là một bác sĩ rất là nổi tiếng, kiến thức thì đương nhiên rồi, rất là chuyên sâu. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà cuốn sách này được tin tưởng và trở thành bestseller với hơn 2 triệu bản trên thế giới đã được bán ra. Về cái bộ sách này thì mình đã đọc được khoảng bộ 1 năm rồi, và mình cũng có những cái ứng dụng nó trong cuộc sống của mình, và mình cũng nhận thấy có một chút gì đó chuyển biến tích cực về mặt sức khỏe. Tất nhiên thì mình còn trẻ nên là sức khỏe của mình cũng không có vấn đề nhiều lắm, nên là để mà kiểm chứng vào bản thân mình thì cũng chưa thể gọi là rõ rệt lắm. Nhưng mà với cái quan điểm là sao nhở, thiên về ăn những cái đồ ăn thực vật, thiên về ăn những cái sản phẩm gọi là hữu cơ, không phải những cái sản phẩm mà chứa những cái chất bảo quản, thì và thiên về gần gũi hơn với môi trường, thì dù sao đây cũng là một cái quyển sách mà có những cái nội dung không hề gây tranh cãi lắm so với hiện nay, và nó có cái cách tiếp cận khá là hay, đó là tiếp cận từ cái nhân tố, đó là nhân tố enzyme. Thì enzyme thì là một chất xúc tác sinh học. Enzyme thì đó là cái kiến thức mà ngày xưa chúng ta học sinh học, thì enzyme là một chất xúc tác sinh học. Đó thì nó có mặt trong tất tần tật các cái quá trình biến đổi, trao đổi chất trên cơ thể người. Nhìn chung những cái cơ chế được chứng minh ở trong cái tác phẩm Nhân tố Enzyme này, đó là khi bạn có một, bạn sẽ thực sự khỏe mạnh khi bạn có một cơ thể có nhiều enzyme, và các bạn có thể tăng lượng enzyme cho cơ thể của bạn. Các bạn có thể tăng cường sức khỏe bằng cách là ăn những cái thực phẩm chứa nhiều enzyme. Về phần nội dung nhá, thì cái cuốn đầu tiên nó là phương thức sống lành mạnh. Ở đây sẽ giới thiệu cho các bạn các cái nguyên tắc sống lành mạnh nói chung. Đó, và cái phần thứ hai đó là phần thực hành. Thì cách để mà thực hành cái những cái nguyên lý, những cái nguyên tắc sống lành mạnh ở trong cái quyển số 1 đã nêu. Và quyển số 3 đó là trẻ hóa, thì nó là riêng một phần của chức năng của enzyme.
là về vấn đề trẻ hóa cơ thể như thế nào, tức là nó sẽ thiên về đào thải độc tố trong cơ thể. Và thứ tư đó là cái phần minh họa. Minh họa thì là nó giống như một cuốn truyện tranh vậy. Đó, minh họa cái cuộc sống của vị bác sĩ này và tại sao trong vòng 30 năm ông không cần phải dùng đến một viên thuốc nào. Và lần ốm cuối cùng của ông đấy là bị cảm cúm nhẹ cách đây khoảng độ 30 năm. Thì tại sao lại như vậy? Thì cái cách mà ông ý tuân thủ triệt để và giới thiệu tới mọi người cách sống làm sao dựa vào cái nhân tố enzyme để duy trì sức khỏe của mình như thế nào. Thì đó là nội dung khái quát của 4 phần trong cái quyển nhân tố enzyme này. Thế giới thì không biết, nhưng mà ở Việt Nam thì cũng đã có một số những cái ý kiến trái chiều về bộ sách này. Thì bởi vì mình không phải là một người có chuyên môn về y học, về y khoa, nên là mình sẽ không thể đánh giá được nội dung trong cuốn sách này là đúng hay sai. Tuy nhiên thì có một số cái nội dung mà bạn, và tuy nhiên thì bạn hãy chuẩn bị tinh thần đi, trong cuốn sách này sẽ có nêu ra những cái nội dung mà có thể là nó sẽ hơi khác so với những gì mà bạn biết trước đó. Ví dụ như là sữa bò thì không tốt cho cơ thể người, sữa chua cũng không tốt cho cơ thể người, cái trà xanh, uống trà xanh mỗi ngày thì cũng không tốt. Và một điểm nữa đó là protein về của động vật thì không hề tốt cho sức khỏe một chút nào. Thì đó là những cái nội dung gây tranh cãi trong cái cuốn sách này. Ngoài ra thì còn có một điểm nữa, sau khi đọc xong bộ sách này thì mình có một chút gì đó gọi là hơi bị cảm thấy là tác giả trong cuốn sách này hơi bị cực đoan một chút. Tác giả này sử dụng tràng tướng, tức là cái hình ảnh của đại tràng, trên cái trạng thái của đại tràng ở trong đường ruột, để từ đấy suy ra những cái tình trạng sức khỏe của toàn bộ cơ thể của bệnh nhân, thì nó cũng hơi bị cực đoan một chút. Hoặc là các bạn tác giả này sử dụng mỗi một cái nhân tố enzyme thôi để đưa ra một cái chế độ dinh dưỡng hay là chế độ tập luyện hay tất để bảo vệ sức khỏe chỉ từ một cái nhân tố enzyme thôi, thì nó cũng làm cho mình có cảm giác là hơi thiếu thuyết phục một chút. Và thêm nữa thì trong này tác giả có nói về một cái khái niệm là enzyme diệu kỳ. Thì enzyme diệu kỳ là khái niệm mà tác giả này tự đặt ra. Tất nhiên thì là hình như cũng chưa được công nhận rộng rãi trong giới khoa học chẳng hạn. Và thật ra là về một cái cuốn sách mặt sức khỏe về mặt khoa học mà sử dụng những từ như là diệu kỳ thì nghe nó có vẻ hơi bị duy ý chí một tí. Thì đó là những cái điểm mà mình cảm thấy còn lăn tăn về bộ sách này. Tuy nhiên thì mình lại nghĩ rằng là tại sao, dù sao đây cũng là một tác giả, một bác sĩ, một vị giáo sư rất là nổi tiếng, chuyên môn thì không cần phải bàn rồi. Do đó nên là có thể là cái cách tiếp cận và cái cách truyền đạt nó sẽ bằng cái cách truyền đạt, một cái cách truyền đạt, cách tiếp cận nó gần gũi hơn, hơn để cho người đọc có thể tiếp cận một cái vấn đề khoa học khô cứng theo cái hướng sao cho nó được gần gũi với người đọc hơn, chứ không phải là tác giả không có kiến thức hoặc tác giả đưa ra những cái chủ quan duy ý chí. Mình nghĩ là như vậy, và đó là lý do tại sao một cuốn sách này được ủng hộ trên toàn thế giới với một cái lượng xuất bản khổng lồ như vậy. Bộ sách này dành cho ai cũng có thể đọc được bộ sách này cả, bởi vì là những cái diễn giải ở trong cuốn sách này thì rất là dễ hiểu và nó không có gì là phức tạp cả. Đối với những bạn mà muốn nghiên cứu chuyên sâu về y học, hoặc là những bạn mà thích tìm hiểu về y học dưới cái góc nhìn khoa học hơn, phải cặn kẽ hơn, phải chứng minh, phải gọi là phải thuyết phục các bạn hơn nữa, thì là có thể cuốn sách này vẫn chưa đạt được đến cảnh giới đấy chẳng hạn. Nhưng mà nếu như các bạn thực sự tin tưởng về tác giả này, ra là nhân tố enzyme là một cuốn sách vừa đủ thông tin, vừa đủ về mức độ học thuật, vừa đủ để cho chúng ta có thể đọc nó và chúng ta có thể follow theo những cái hướng dẫn, những cái nguyên tắc sống trong này để đạt được đến một sức khỏe toàn diện. Hãy xem tác giả này thì ông ấy có một cái sức khỏe rất là tốt, ông ấy có một cái làn da rất là đẹp, và đó là lý do chúng ta cũng nên để tâm và chúng ta cũng nên tin cái cuốn sách này, đúng không? Thì để mà nói về cái phần mà mình muốn giới thiệu cho các bạn về cái cuốn sách này thì có lẽ là đây, uống nhiều sữa bò dẫn đến loãng xương là một cái phần mà mình cũng biết trước đó, khi mà mọi người nói nhiều đến sữa hạt. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn đọc cho các bạn cái phần này: uống nhiều sữa bò dẫn đến loãng xương.
Người đầu tiên chỉ cho tôi biết sữa bò bán trên thị trường có hại cho sức khỏe là mấy đứa cháu họ của tôi. Thời điểm ấy cách đây 35 năm rồi, hai đứa bé ấy sinh ra và lớn lên tại Mỹ, đáng nói là chúng bị viêm da dị ứng chỉ 6-7 ngày sau sinh. Mẹ của bọn trẻ mặc dù đã làm theo hướng dẫn của các bác sĩ nhi khoa, nhưng bệnh viêm da dị ứng của chúng vẫn không cải thiện chút nào. Lên 3-4 tuổi, chúng bị tiêu chảy nặng, thậm chí còn xuất hiện tình trạng đi ngoài ra máu. Người mẹ hoảng sợ và đã đến nhờ tôi kiểm tra. Khi nội soi đại tràng, tôi mới phát hiện ra chúng bị loét đại tràng giai đoạn đầu. Rất nhiều trường hợp bệnh viêm loét đại tràng có nguyên nhân liên quan đến ăn uống, thế nên tôi đã điều tra những món mà bọn trẻ thích ăn và thường ăn. Sau đó tôi biết được rằng, thời điểm hai đứa này bị dị ứng da, mẹ của chúng đã làm theo hướng dẫn của bác sĩ, ngừng cho bú sữa mẹ và chuyển sang sữa ngoài. Ngay lập tức tôi đã yêu cầu cắt hết sữa bò cùng các sản phẩm từ sữa trong khẩu phần ăn của bọn trẻ, và sau đó bệnh đi ngoài ra máu, tiêu chảy, kể cả bệnh dị ứng của chúng cũng được cải thiện rõ rệt. Từ kinh nghiệm đấy, sau này trong bản điều tra tình hình ăn uống của bệnh nhân, tôi đã thêm một mục là ăn bao nhiêu sữa, các sản phẩm từ sữa. Từ các số liệu lâm sàng tôi nhận được, tôi nhận thấy việc hấp thu sữa và các sản phẩm từ sữa làm tăng khả năng bị dị ứng. Kết quả này cũng trùng với kết quả của nghiên cứu gần đây về dị ứng. Nghiên cứu này chỉ ra rằng nếu người mẹ uống sữa bò, các sản phẩm từ sữa trong thời gian mang thai, con sinh ra dễ mắc các bệnh dị ứng hơn. Ở Nhật Bản, trong 30 năm gần đây, số người bị dị ứng phấn hoa tăng lên nhanh chóng. Hiện tại, con số ấy còn lớn đến mức cứ 5 người lại có một người bị dị ứng. Có rất nhiều giả thuyết về nguyên nhân dẫn đến người bị dị ứng, nhưng theo tôi, nguyên nhân đầu tiên là do từ những năm 1960, sữa bò bắt đầu được đưa vào khẩu phần ăn trong trường học. Loại sữa chứa nhiều lipid, peroxid làm gia tăng hại khuẩn, ảnh hưởng xấu đến môi trường đường ruột và phá vỡ cân bằng các vi khuẩn trong đường ruột. Kết quả là các chất độc như gốc tự do oxy hóa, hydrosulfur, ammoniac được sinh ra trong đường ruột. Các chất độc này sẽ trải qua những giai đoạn nào hay sẽ gây ra những bệnh gì vẫn còn là vấn đề đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, đã có những tài liệu nghiên cứu chỉ ra rằng sữa bò không chỉ là nguyên nhân gây ra các bệnh dị ứng mà còn là nguyên nhân hình thành nên các bệnh nguy hiểm khác như bệnh máu trắng, tiểu đường. Những nghiên cứu này bạn có thể dễ dàng tìm được trên mạng Internet. Nhầm lẫn lớn nhất của mọi người đối với sữa bò là sữa bò giúp phòng tránh bệnh loãng xương. Mọi người hay cho rằng theo thời gian, lượng canxi trong cơ thể giảm đi, vì thế hãy uống sữa bò để phòng tránh bệnh loãng xương. Tuy nhiên đây lại là một sai lầm tai hại nữa. Chính vì uống quá nhiều sữa bò mới dẫn đến bệnh loãng xương. Canxi trong sữa bò được cho là hấp thụ tốt hơn canxi trong cá nhỏ hay các thực phẩm khác, nhưng sự thực lại hơi khác một chút. Nồng độ canxi trong máu của người ổn định trong khoảng 9-10mg. Khi uống sữa bò, nồng độ canxi trong máu tăng lên nhanh chóng. Thế nên nếu chỉ nhìn qua, mọi người sẽ thấy rằng cơ thể hấp thụ được nhiều canxi. Tuy nhiên, chính cái gọi là tăng nồng độ canxi trong máu này lại gây nên bi kịch cho chúng ta. Thực ra, khi nồng độ canxi trong máu tăng lên, cơ thể sẽ điều chỉnh sao cho nồng độ canxi quay về giá trị cơ bản ban đầu. Lượng canxi thừa sẽ được bài tiết qua nước tiểu. Nói cách khác, thật đáng buồn cười khi chính lượng canxi trong sữa bò vốn đã được ta uống để hấp thụ thêm canxi lại làm giảm lượng canxi trong cơ thể. Bốn nước có ngành công nghiệp sữa lớn nhất thế giới là Mỹ, Thụy Điển, Đan Mạch và Phần Lan. Tại các nước này, người dân uống sữa mỗi ngày, tỷ lệ gãy xương, loãng xương ở các nước này cao là vì vậy. Trong khi đó, canxi có trong các loại cá nhỏ hay rong biển mà người Nhật thường ăn trước đây không hấp thụ nhiều đến mức làm tăng nồng độ canxi trong máu. Trong giai đoạn chưa hình thành thói quen uống sữa, người Nhật hầu như không bị bệnh loãng xương. Ngay cả hiện tại, tôi cũng chưa nghe nói những người không có thói quen uống sữa hay ghét sữa lại bị bệnh này cả. Các loại tôm nhỏ, cá nhỏ sau khi được tiêu hóa trong ruột sẽ để lại canxi và các chất cần thiết cho cơ thể hấp thu. Thế nên đây chính là những thực phẩm tốt cho cơ thể. Ngoài nội dung về sữa và chế phẩm từ sữa không tốt cho sức khỏe thì tác giả cũng khuyến khích chúng ta là ăn thật nhiều rau xanh, các cái thực phẩm thiên về thực vật và trái cây, và đặc biệt là ăn trái cây khi bụng đói. Đó thì là đó là những cái nội dung ở trong cái bộ sách Nhân tố Enzyme này. Dù sao chăng nữa thì mình cũng đánh giá nó là một trong những cái cuốn sách rất là hay về sức khỏe và dinh dưỡng, và các bạn nên đọc nó. Đó là lý do tại sao nó nổi tiếng đến vậy. Thì hy vọng rằng là các bạn sẽ đọc cả bốn cái phần ở trong bộ sách này, bởi vì rằng là nó cũng không có cái sự trùng lặp nhiều. Nó phần 1 là phần lý thuyết, phần 2 là hướng dẫn chúng ta thực hành, phần 3 là cách làm sao để chúng ta trẻ hóa tâm hồn, trẻ hóa cơ thể, và thứ 4 là cách minh họa, cái quyển minh họa. Ai lười nhất thì có thể cứ chỉ đọc phần minh họa này thôi cũng được, và làm theo cái phần minh họa này cũng được. Nó chỉ khoảng 100 trang thôi,
thì là bạn cứ duy ý chí nghe theo những cái lời khuyên, những cái minh họa ở trong này là cũng đã tốt lắm rồi. Còn nếu như bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì tất nhiên rồi, hãy đọc cả 4 phần. Nó cũng rất là dễ hiểu thôi, nó không có gì học thuật quá so với những cái tác phẩm khác về sức khỏe được viết bởi những cái nhà bác sĩ khác hoặc là nhà dinh dưỡng khác. Đó, thì là sắp tới mình cũng sẽ review cho các bạn về một cuốn sách mà mình đọc sau bộ sách này, đó là Bí mật dinh dưỡng dành cho sức khỏe toàn diện. Thì trời ơi, nó 600 trang và trong đấy nó có hẳn 100 trang chỉ nói về, chỉ giới thiệu những cái phần chú thích dành cho những cái tài liệu họ sử dụng trong cái cuốn sách đó. Thì cuốn sách đó nó là một công trình nghiên cứu khoa học, thì nội dung và tư tưởng của cuốn sách đó với cuốn sách này không khác nhau nhiều lắm, gần như là như nhau, cũng là thiên về các thực phẩm liên quan đến thực phẩm toàn phần và hạn chế sữa và các chế phẩm từ sữa đó, thì nó cũng như nhau. Chính vì vậy nên là mình càng có niềm tin hơn về cái bộ sách này và càng khuyên các bạn đọc về bộ sách này. Nó không quá nhiều học thuật, nó không đau đầu quá giống như cuốn sách kia, mà nội dung thì nó cũng được kiểm chứng, nội dung cũng được tin tưởng, tác giả thì là một người rất là nổi tiếng. Đó, thì là hy vọng các bạn sẽ thích bộ sách này và hy vọng rằng các bạn sẽ đọc nó và sẽ có một sức khỏe thật là tốt để chúng ta chiến đấu lại các bệnh tật và gần nhất đó là chúng ta cùng nhau vượt qua cái giai đoạn Covid thật là kinh khủng này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi vlog lần này và xin hẹn gặp lại cho các vlog tiếp theo.